Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu mua lương thực thực phẩm của người dân ở thành phố Vinh rất lớn, thế nhưng các chợ dân sinh lại chưa hoạt động, cộng với đó là quy định các cửa hàng siêu thị kinh doanh thực phẩm ở các phường xã chỉ được bán cho người dân có thể mua hàng ở trên địa bàn. Vì thế dẫn đến tình trạng một số siêu thị lớn ít có người mua, trong khi lượng hàng hóa lại dư thừa. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chị Nguyễn Thị Đông vẫn không thể vào được siêu thị Big C để mua hàng do siêu thị này nằm ở trên địa bàn phường Quang Trung. Dù nhà chị ở rất gần với siêu thị Big C, nhưng lý do không được vào mua hàng bởi địa chỉ cư trú của gia đình thuộc phường Lê Mau. Em tranh thủ từ khi 7 giờ, thì 7 giờ thì đến đi siêu thị chứ mở cửa. Đến 8 giờ siêu thị mở cửa thì em vào thì bảo là nghĩa là ở phường nào thì về mua ở phường ấy. Vì là Big C Vinh là nó thuộc của Quang Trung. Ở đấy thì nhiều hàng thì lại không được vào mua. Không chỉ riêng chị Đông, mà trong sáng nay, nhiều người dân ở các phường Quán Bầu, Lê Lợi, Hưng Phúc có thể mua hàng đã đến siêu thị Big C Vinh để mua lương thực, thực phẩm. Tất cả đều bị lực lượng trực chốt ở cửa từ chối với cùng một lý do khác phường. Tôi là ở phường Lê Mau, ở trên địa phận quay hàng mà thịt với cả thì mà làm gì có. Chỉ có là rau rồi như hàng Vinh Mát thì họ lại ít nữa, cho nên là phải sang đây đi mua. Sang đây lại không được vào là vì là họ nói là khác phường. Phương giãn cách với phương đó họ không cho vào. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, từ ngày 6 tháng 9, các siêu thị được mở cửa để bán hàng lương thực thực phẩm cho người dân. Thành phố cũng giao các phường xã phát thẻ mua hàng cho người dân với tần suất 3 ngày một lần với quy định. Người ở địa phương nào chỉ được đi mua hàng ở địa phương đó. Điều này không chỉ bất cập với người mua hàng mà còn gây khó khăn cho các trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Khi mà họp với thành phố về cái cung nguồn cung hàng á, thì Big C Vinh cũng cam kết là sẽ tăng 200-300% lượng hàng cung ứng từ khi có chỉ thị mở lại là ngày 6. Thì đến bây giờ hàng hóa đã về, cái bất cập ở đấy á, siêu thị mở ra là để phục vụ cho toàn bộ người dân thành phố. Hiện tại thì từ hôm đến giờ đến tận sáng nay thì chỉ có người dân Quang Trung mới được vào siêu thị mua sắm. Với cái lượng nhu yếu phẩm nó nhiều như thế thì chúng tôi cũng mong muốn là được phục vụ những cái đối tượng khách hàng ở những khu vực là phường khác, ở khu vực vùng xanh, ở những khu vực mà chưa có cái vấn đề về dịch bệnh hiện nay, ở F0 hiện nay. Hiện nay, tại nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Vinh, chỉ có một số ít cửa hàng, chuỗi siêu thị bán lẻ kinh doanh hàng lương thực thực phẩm được phép mở cửa bán cho người dân. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân rất lớn nên lượng hàng hóa ở một vài siêu thị nhỏ này không đủ phục vụ cho người dân trên địa bàn từng phường. Trong khi đó, tại các siêu thị lớn, với nguồn hàng dồi dào, lại chỉ được phép bán cho người dân trên địa bàn một phường xã. Các cái đơn vị sau khi tăng cái lượng hàng hóa lên, thì nếu mà chỉ phục vụ các phường xã đó thì sẽ dẫn tới cái dư thừa. Thì để thực hiện này, chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp, đó là giới thiệu các cái đơn vị cung ứng như kể cả Big C, rồi Metro, rồi là Vinmart, vân vân. Để xuống cả phường xã để chúng ta tổ chức các cái điểm bán hàng cho nhân dân của các phường xã, tất cả các phường xã cả trên địa bàn. Để phục vụ nhu cầu người dân trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn cũng đã nhập hàng hóa tăng 200-300%. Tuy nhiên, với việc cấp thẻ mua hàng quy định như hiện nay, thì hoạt động kinh doanh của các siêu thị lớn đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn thành phố cũng đã phân rõ các vùng nguy cơ cao và nguy cơ thấp, vùng xanh an toàn. Nên chăng cần sự linh hoạt nhất định trong quy định đối với việc người dân khi mua lương thực thực phẩm.